Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Quý vị đang muốn mua cho gia đình mình một chiếc bình nóng lạnh nhưng lại không biết lựa chọn loại nào, vậy thì hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi quý vị nhé. Và trên thị trường hiện nay có hai loại bình nóng lạnh, đó chính là bình nóng lạnh làm nóng trực tiếp và bình nóng lạnh làm nóng gián tiếp. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cũng như là điều kiện lắp đặt hay là điều kiện khí hậu nơi bạn ở mà lựa chọn một chiếc bình nóng lạnh sao cho phù hợp nhất. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua hai loại bình nóng lạnh này để nghiên cứu xem chúng có những ưu và nhược điểm gì quý vị nhé. Loại đầu tiên chính là bình nóng lạnh làm nóng trực tiếp. Loại bình này có khả năng làm nóng trực tiếp mà không cần có bình chứa nước bên trong. Khi nước lạnh chảy qua thanh đốt sẽ được làm nóng ngay lập tức, và khi không có nước chảy qua thì thanh đốt sẽ tự động ngắt. Các ưu điểm của bình nóng lạnh làm nóng trực tiếp như quý vị có thể nhìn thấy đó chính là với thiết kế nhỏ gọn và đẹp mắt, phù hợp với những phòng tắm có diện tích nhỏ. Bạn sẽ không cần phải mất thời gian để đợi chờ nước nóng mà chỉ cần bật công tắc và mở vòi là đã có ngay nước nóng để tắm rồi. Bên cạnh những ưu điểm bình nóng lạnh trực tiếp còn có những nhược điểm phải kể đến. Vì quá trình làm nóng của loại bình nóng lạnh này rất nhanh, làm nước sẽ chảy ra ngoài vòi luôn, nên bình nóng lạnh trực tiếp sẽ không phù hợp với những nơi có nhiệt độ dưới 20 độ C. Do đặc tính làm nóng nước trực tiếp của bình chỉ có thể làm nóng nước lên tới 55 độ C nên cũng không thích hợp để sử dụng cho bồn tắm mà chỉ có thể sử dụng với vòi hoa sen. Nếu nhà bạn có nước chảy yếu thì cần mua loại bình nóng lạnh có tích hợp bơm trợ lực để giúp nước ra nhanh hơn và ổn định hơn. Nếu bị mất điện, bình nóng lạnh không trữ sẵn nước nóng cho gia đình bạn để sử dụng. Loại tiếp theo chính là bình nóng lạnh làm nóng gián tiếp. Loại bình này khác so với bình trực tiếp, đó chính là có một bình chứa nước bên trong có dung tích từ 15, 20, 30 lít cho đến 100 lít và có thể sử dụng được cả ở những nơi có áp lực nước cao và áp lực nước yếu. Bình nóng lạnh gián tiếp, nước chảy vào sẽ được giữ lại bên trong bình để làm nóng, không như bình nóng lạnh trực tiếp. Với loại bình nóng lạnh này, người dùng phải chờ sau khi nước làm nóng xong mới mở van xả ra để sử dụng. Với loại này thường có kích thước khá lớn, cồng kềnh và lắp đặt cũng phức tạp hơn. Các ưu điểm của bình nóng lạnh làm nóng gián tiếp đó chính là bạn chỉ cần bật một lần là đã có thể sử dụng được cho cả gia đình, phù hợp với những nơi có áp lực nước yếu bởi vì trong bình luôn có sẵn nước để làm nóng. Bạn sẽ không phải lo bị giật bởi vì là bình sẽ làm nóng một lần thôi, không phải cắm điện nhiều lần như bình nóng lạnh làm nóng trực tiếp. Cho nên là gia đình bạn sẽ hoàn toàn yên tâm nếu như có trẻ nhỏ và thậm chí là cả người lớn cũng vậy. Bình có thể được sử dụng chung với bồn tắm và nếu như gặp phải sự cố mất điện thì nước vẫn sẽ giữ được độ nóng trong một khoảng thời gian dài. Ngoài những ưu điểm được Mạnh Dũng kể trên thì bình nóng lạnh gián tiếp còn có những nhược điểm như: ngoài những ưu điểm trên, chiếc bình nóng lạnh này còn có những nhược điểm như kích thước khá cồng kềnh của bình không phù hợp với phòng tắm có diện tích nhỏ. Đồng thời nếu tường nhà tắm không chắc chắn, bạn buộc phải đặt bình dưới sàn và kê giá đỡ. Bạn phải mất thời gian chờ đợi để bình làm nóng nước bên trong. Thiết kế ống dẫn nước nóng lạnh riêng nên việc lắp đặt trở nên khá phức tạp. Ngoài việc lựa chọn bình nóng lạnh trực tiếp hay gián tiếp thì quý vị và các bạn cũng cần lưu ý đến những chế độ an toàn của bình nóng lạnh như: hệ thống ổn định nhiệt kiểm soát nhiệt độ chính xác, bạn không phải lo lắng làn da bị bỏng do nước quá nóng. Cầu dao chống giật LCB giúp phát hiện rò rỉ điện và tự động ngắt điện bình nóng lạnh khi xảy ra sự cố. Công tắc dòng chảy có khả năng cảm nhận sự thay đổi của dòng chảy trong đường ống. Nếu áp lực nước quá yếu, công tắc này sẽ lập tức ngắt nguồn điện nhằm tránh những sự cố đáng tiếc về điện có thể xảy ra. Nếu như quý vị lựa chọn mua bình nóng lạnh làm nóng trực tiếp thì cũng nên lựa chọn loại bình đã tích hợp sẵn bơm trợ lực để giúp cho dòng nước mạnh và ổn định hơn. Quý vị hãy chú ý là nhớ thường xuyên vệ sinh và bảo dưỡng bình nóng lạnh, đặc biệt là công tắc LCB quý vị nhé. Hy vọng rằng với những gì mà Mạnh Dũng vừa chia sẻ thì chắc hẳn là quý vị cũng đã lựa chọn được cho gia đình mình một chiếc bình nóng lạnh phù hợp rồi. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng đã khép lại. Quý vị hãy nhớ truy cập vào website thegioidienmay.com hoặc gọi vào số hotline 1900 6788 để được tư vấn và liên hệ đặt hàng. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.